hello mọi người thì uh, trong video hôm nay mình lại uh, cho các bạn uh, xem một nhân vật cũng rất là quen thuộc ở trên kênh nếu mà nói về idol nào được làm video nhiều nhất ở trên kênh của vincent thì có thể đó là larry wills mình cũng không nhớ rằng mình đã làm hình như đâu đó vài video về cái chuyện là larry wills là một trong những nhân vật có cái tôi ở trong tập luyện uh, rất rất là khủng khiếp Thậm chí Larry Wills còn hình thành một cái khái niệm là lời nguyền Larry Wills, tức là Larry Wills tập cùng với ai, thì người đó thường là gặp những vấn đề về mặt chấn thương. Bản thân Larry Wills cũng gặp rất rất nhiều chấn thương trong một cái quãng thời gian không phải là dài. Larry Wills cũng không phải là người thuộc cái nhóm là đã lớn tuổi, đã trên 30 tuổi, thuộc cái nhóm vẫn còn rất là trẻ tuổi. Và Larry Wills lần này thì lại bị vào bệnh viện bởi một cái chứng là rhabdomyolysis rhabdomyolysis là một cái triệu chứng có thể xảy ra khi bạn tập luyện quá sức quá tải và trong một thời gian quá dài nó nằm ở cái chuyện là cơ bắp của bạn khi mà tập luyện thì nó sẽ bị phá vỡ và rất là nhiều những cái thành phần cấu tạo lên các tế bào cơ bắp khi mà bị phá vỡ thì nó sẽ được chuyển vào đường huyết làm tăng nồng độ của những cái thành phần đó ở trong đường huyết và rất là nhiều loại protein loại enzyme và kể cả những cái thành phần như là cpk như là ck hay là myoglobulin một cái thành phần giống như là hemoglobin ở trong máu là cái hồng cầu ở trong máu thì mang sắt mang oxy tới các loại tế bào khác nhau thì ở trong cơ bắp nó có myoglobulin là một cái thành phần tương tự như vậy và khi mà những cái thành phần này à, nồng độ của nó ở trong đường huyết tăng cao nó có thể gây ra rất là nhiều vấn đề về mặt sức khỏe đặc biệt là liên quan đến thận liên quan đến tim và liên quan đến cả gan của bạn nữa nó có thể làm cái enzyme ở trong gan tăng lên và đã có những trường hợp đặc biệt có nhiều ở trong những cái bộ môn như crossfit tập luyện rất là căng thẳng ở trong một khoảng thời gian rất là dài và phá vỡ cơ bắp rất là nhiều thì bạn nào tập crossfit thì mình khuyên thật là các bạn hãy để ý hãy nghiên cứu thêm về rhabdomyolysis và khi những thành phần này tăng cao trong đường huyết thì nó sẽ gây ra rất là nhiều vấn đề với những cái cơ quan nội tạng của bạn trong đó rất là quan trọng đó là tim đó là thận và đó là gan và đặc biệt là thận thì bạn có nguy cơ là bạn sẽ gặp cái tình trạng là suy thận cấp và thậm chí là bạn có thể có nguy cơ là bị nhồi máu cơ tim và nếu mà nói tới hậu quả thì có những hậu quả rất là nghiêm trọng của rapdo có thể gây ra cho bạn đó là bạn có nguy cơ bị liệt chi vĩnh viễn hay là bạn có nguy cơ bị đi bán muối và chắc chắn rồi nếu mà bạn nào mà xem những cái livestream của Vincent thì Vincent đã từng đề cập là cái chuyện tập luyện nó nguy hiểm hay là nó có nhiều nguy cơ hơn bạn nghĩ đặc biệt là tập tạ nặng và cái tôi ở trong tập luyện rất là nguy hiểm thì cũng có một vài anh hùng bàn phím vào bàn thảo rằng là ở tỷ lệ chấn thương này tỷ lệ chấn thương kia lôi ra rất là nhiều những cái nghiên cứu này kia để phản bác những cái ý kiến của Vincent nhưng mình nói thật các bạn tất cả những cái ý kiến mà các bạn đưa ra tất cả những cái nghiên cứu tất cả những cái vấn đề gì đó mà bạn đưa ra Vincent đều từng đọc hết Vincent đều từng phân tích hết hay Vincent là một cái người mình nói những cái điều gì liên quan đến tập luyện để cảnh báo các bạn ấy không phải là hù dọa các bạn hay không phải là nói vu vơ mình là một cái người theo cái trường phái là nói có sách mách có trứng nhưng nó có một vấn đề là rapdo rất là khó phát hiện đặc biệt với những cái người mà có cái tôi cao như là larry wills là tại vì khi bạn tập luyện khi bạn gọi là có cái tôi cao thì bạn chỉ thấy cảm thấy là bạn mệt mệt rồi bạn uống một cái ngụm mà pre workout hay là intra workout hay một cái ngụm gì đó vào rồi bạn lại cảm thấy là bạn có thể là tiếp tục giết chết cơ bắp hay phá vỡ cơ bắp hay là trở thành chiến thần trong phòng gym ngay thì có rất là nhiều triệu chứng như bạn cảm thấy mệt bạn cảm thấy là giống như là nóng sốt này kia thì nhiều khi bạn lại nghĩ rằng hay do mình đang có một cái gọi là sức mạnh siêu nhiên nào đó dẫn đến cái chuyện là bạn coi thường những cái cảm giác như thế bạn mất đi cái gọi là cái sự thận trọng hay là cái đánh giá đúng về cái sức khỏe hay cái thể trạng của bản thân thì có thể larry wills cũng có thể là rơi vào cái trường hợp này và nó có một yếu tố nữa ở trong trường hợp của Larry Wills mà mình có thể đưa ra cái dự đoán dựa vào cái đánh giá của Vincent đó là có thể Larry Wills là mắc một cái chứng khác đó là cái Compitment syndrome tức là đã có những cái bó cơ hay những cái phần cơ nào đó của Larry Wills nó đã bị tổn thương và nó đã gọi là nằm trong cái trạng thái là nó rất là khó phục hồi lại là tại vì đó cũng là một trong những triệu chứng của Rapdo mà có thể là bạn sẽ không phát hiện ra ngay. Rất là nhiều bạn hỏi Vincent là tại sao em tập mà nó cứ thấy đau quá thường xuyên thì bạn cũng phải cẩn thận là tại vì khi mà rafdo xảy ra nó có thể gây ra cái sức ép lên những cái phần bó cơ tức là một cái phần bó cơ nào đó, một cái cục cơ nào đó, một cái nhóm cơ bắp nào đó có thể bị phá hại tới cái mức là nó không có thể phục hồi lại một cách đầy đủ được. Đó là lý do tại sao Vincent cũng đã từng nói rằng là nếu mà bạn tập luyện theo đúng ra thì thực ra bạn nghĩ rằng bạn có thể phục hồi hoàn toàn là nó chưa hoàn toàn đâu hai ba ngày phục hồi là phục hồi ở cái mức là bạn có thể đi tập lại với một cái gọi là tinh thần hay với một cái sức khỏe là tương đối thôi còn cũng có những trường hợp là phải cần nhiều thời gian hơn và thực ra theo nghiên cứu là phải cần nhiều thời gian hơn tất nhiên mình mong là larry will sẽ có thể bình phục hoàn toàn được và có thể trở lại tập luyện có thể tiếp tục theo đuổi cái giấc mơ của mình dù nó có là một giấc mơ rất là khó và mình cũng phải sorry nếu bạn nào là fan của larry wills nhưng mình phải nói với các bạn rằng là larry wills bạn không nên học theo larry wills là cái người mà có thể nói là đang hủy hoại cơ thể của anh ta chứ không phải đang xây dựng thể chất chứ không phải đang body building chứ không phải đang fitness building mà đang có những cái vấn đề về cái chuyện tâm lý dẫn tới rất rất là nhiều bạn cũng có thể là phải đồng ý với vincent là đây là một trong những nhân vật có cái tôi không có tốt cho cái bộ môn mà anh ta đang theo đuổi và nếu mà nói một cách công bằng mình nói thật mình xem larry wills thì nó giống như là một trò giải trí thôi nó giống như là một trò mạo hiểm thôi chứ hoàn toàn mình không nhận thấy rằng cái chàng trai trẻ này thì có cái tinh thần gì tốt hay là có cái cảm hứng gì mà chúng ta có thể học được hay là chúng ta xem là chúng ta gọi là muốn lao đến tập mà thường một người như vincent ấy thì mình xem mình cũng phải là nhận thấy là cái sự sợ hãi nhiều hơn là cái tinh thần gì đó xem nó rất là ghê khi mà xem những cái video của Larry Wills thậm chí cho mình cái cảm giác rằng là mỗi lần mình xem như thế thì cho mình cái cảm giác là à, nhiều khi mình cứ nghĩ trong đầu là sẽ có sự cố không may xảy ra mặc dù nó là một cái điều mà không nên dù sao Larry Wills cũng là một người mà có thể nói là khá là thẳng thắn cũng khá là ngầu và có một cái cá tính hay là một cái tính cách ở trên mạng xã hội thì thực ra cũng rất là 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 tốt rất là tích cực ấy mặc dù trải qua rất là nhiều những cái chấn thương nhưng mà luôn có một tinh thần vươn lên có thể là được đặt ở trong cái vị trí để làm idol thì nhiều khi phải thể hiện những cái vấn đề đó ra nhưng mà thực tế nó không nên các bạn ạ nếu là một cái người bình thường thì mình nên tìm một con đường đúng đắn dù sao bây giờ larry wills cũng đã có sự nghiệp cũng đã có được rất là nhiều cái sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội cũng có thể nói là có thể bắt đầu chuyển hướng được rồi là tại vì cái gì cũng thế tuổi thọ mới là quan trọng các bạn hãy hạ cái tôi xuống hãy trở lại mặt đất tất cả mọi người trên trái đất này trừ những cái người mà có thể là người ngoài hành tinh đột nhập vào ấy thì các bạn không phải là siêu nhân đâu các bạn là những cái người rất là bình thường thôi các bạn đặc biệt kể cả như là Reese nữa ở một cái độ tuổi còn rất rất là trẻ và còn rất là nhiều thời gian để các bạn có thể phải sống phải thực hiện những mục tiêu cao cả hơn chứ đừng thực hiện những mục tiêu chỉ ở trong phòng gym đặc biệt là khi mình theo đuổi con đường này mình cần phải có cái sự tỉnh táo và chắc chắn rồi đây chỉ là lời khuyên của vincent thôi còn cũng có thể các bạn nghe các bạn không nghe thì vincent cũng không có cách nào khác ngoài đưa ra những lời mà đối với rất là nhiều bạn trẻ cảm thấy khó nghe như vậy các bạn trẻ các bạn hay theo cái hướng là ờ uh, ông này nhát gan, ờ uh, ông này nói những cái điều nghe chán, không có tí động lực nào. Nhưng mình đã từng làm một video về scott Murray và mình đã cảnh báo với các bạn rất là nhiều là không nên tập luyện quá thường xuyên hay tập luyện với một mindset là cứ phải tập nhiều, cứ phải duy trì đầu đạn này tại vì các bạn bị ám ảnh hình thể rất là nhiều những cái triệu chứng như là bigorexia hay rất là nhiều những cái ám ảnh về mặt ăn uống nó là những cái triệu chứng phổ biến thì các nhà khoa học người ta mới bắt đầu nghiên cứu và đưa ra những cái lý thuyết đưa ra những cái cảnh báo cho các bạn chứ không phải những cái nhà khoa học họ rảnh họ nghĩ ra những cái này cái kia để hù dọa các bạn đâu người ta là nhà khoa học người ta không có rảnh thời gian để người ta đi làm những điều vô ích các bạn đừng quên điều đó là tại vì làm những cái điều đó nó cũng rất là tốn kém tốn thời gian tốn công sức và tốn rất rất là nhiều thứ khác nên khi các bạn nghe thấy những cái lời cảnh báo như thế các bạn hãy có sự cảnh tỉnh để các bạn tìm hiểu lại cái quá trình tập luyện của bản thân và nhìn nhận lại xem cái con đường của bản thân đi cái cá tính của bản thân đang theo đuổi hay là một cái hình mẫu nào đó các bạn đang theo đuổi nó có đúng như những cái gì mà các bạn mong muốn hay không đây là một cái điều mình muốn nói tới các bạn là tại vì rất là nhiều bạn sau những cái video như thế thì vẫn có những cái comment của những bạn mà mình nhận thấy nó rất là trẻ rằng à, người ta làm gì kệ người ta, người ta chết kệ người ta, rồi người ta theo đuổi này, theo đuổi kia hay là cái gì cũng phải đánh đổi nhưng không. Nếu các bạn hiểu rõ được vấn đề thì các bạn sẽ ít phải đánh đổi, ít phải hy sinh hay là đánh đổi đúng cách hay là đánh đổi đúng sức hay là có một cái rất là quan trọng là cái tính tiết kiệm hay tính kinh tế ở trong tập luyện chúng ta phải hướng tới cái chuyện là chúng ta bỏ ra ít hơn và đạt được nhiều hơn chứ không phải chúng ta bị u mê và cứ nghĩ rằng là chúng ta đánh đổi càng nhiều thì chúng ta sẽ được lại càng nhiều sức khỏe thể chất và cái tuổi thọ của các bạn nó không thể đánh đổi theo cái cách như vậy nên mình cũng mong là các bạn hiểu rõ điều này đối với vincent thì cái định hướng rõ ràng nó mới giúp bạn là theo đuổi được những mục tiêu lớn hơn còn chắc chắn cái môn này không phải là một bộ môn may rồi hay một bộ môn mà chạy đua theo cái dạng là tăng tốc bứt tốc mà nó là một bộ môn trường kỳ và chắc chắn rồi. Tất cả chúng ta thì đều muốn có được một sức khỏe để tận hưởng cuộc sống lâu dài hơn, tận hưởng cuộc sống tốt hơn nên cũng mong các bạn hãy tiếp thu những ý kiến của Vincent đặc biệt là những bạn trẻ rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có ý kiến như thế nào hãy comment ở phần bình luận. Đừng quên like share subscribe nếu bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh. Vincent sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo. Rất là cảm ơn các bạn.